No. Tôi xây một sở cảnh sát để bắt giữ những kẻ ác. I'm going to a race car. Stefan mau bikin rumah. Ini papanya, ini anaknya. Anak itu kotor pintu. Mere Roboto chocolate boot pasand hai. Dude, tôi muốn xây một máy bay của cảnh sát. Tôi yung pinakamabilis na race car sa buong mundo. Unicorn Unite, Mr. Sack Road to Lundi. Sekarang saya mau bikin yang lain.